Hello, xin chào tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư nhé. Hôm nay em đang có mặt tại xã Hòa Long, khu dự án khu dân cư Thành Đô River Park để gửi tới quý anh chị, quý nhà đầu tư lô đất ở mặt tiền đường nhựa rộng 12 m có vỉa hè. Để em đang quay đây. Khu này đang xây nhà mới rất là nhiều nhá cả nhà. Đó, em quay lô đất. Diện tích của lô đất là ngang 7623, có sẵn 70 m thổ cư, xây dựng tự do nhá quý anh chị, quý nhà đầu tư. Đấy. Đó, phía hướng em đang quay đây á, thì thực tế thì ở đây là đường nó chưa thông, nhưng mà sau này nó sẽ nhà nước sẽ làm là nối với cái đường Mai Chí Thọ đi giữa giữa cái đoạn khu Đồng Ruộng ấy, nên vị trí cũng rất là đẹp. Nhà xây mà nhà mới xây rất là đẹp. Ở đây thì có view núi Dinh rất là đẹp. Đó, em đang quay hướng bên kia là view núi Dinh. Đây quy hoạch tổng thể rất là đẹp. Quý anh chị, quý nhà đầu tư nào thiện chế thì liên hệ em số điện thoại 0987068679. Giá của lô đất 1 tỷ 550 triệu, có bột lọc. Cảm ơn tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư đã theo dõi nhé. Mọi người nhớ đăng ký kênh của em để theo dõi các bất động sản tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.